Em xin kể câu chuyện của mình muốn chia sẻ với mọi người. Câu chuyện em như sau, là em có một tuổi thơ không mấy may mắn với mọi người, vì em là nạn nhân của nạn bạo lực học đường. Em đã trải qua một cuộc đời của em với nạn bạo lực học đường và nạn body shaming. Em cảm thấy có nhiều lúc em cảm thấy rất là tiêu cực, và em có những suy nghĩ không hay lắm. Và rất là may mắn đến ngày hôm nay em được đứng đây, em vẫn còn đứng đây và nói chuyện với mọi người để kể chuyện của em đến với mọi người. Đến khi mà em lớn lên đi làm thì em vẫn gặp những cái body shaming. Tại vì khi sinh ra em đã có những cái khuyết điểm, cái khuyết tật khác người khác. Em bị ngọng. Mọi người cho bạn mình xin một tràng vỗ tay để khích lệ tinh thần bạn đâu mà. Sinh ra em đã có một cái tật bẩm sinh là em bị ngọng. Em bị ngối. Em bị béo phì. Em bị rất là nhiều cái khuyết điểm trên người của em. Và em đã phải cố gắng rất nhiều để em có thể sống đến ngày hôm nay, để thật đứng đây chia sẻ câu chuyện của em với mọi người. Và thật ra em chia sẻ câu chuyện của em không phải là để lấy sự thương hại của mọi người, mà là em muốn truyền động lực cho những bạn nào giống em, những bạn nào gặp tình trạng giống em, bị body shaming, bị bạo lực học đường, sẽ mạnh mẽ hơn, sẽ có thêm động lực hơn để tiếp tục ước mơ, tiếp tục đam mê của mình. Mọi người nói em bị ngọng, sẽ không làm được cái gì hết đó. Nhưng mà đến bây giờ em đã trở thành một MC. Em đã làm MC, em đã vượt qua rất là nhiều lời thị phi ở bên ngoài để em tiếp tục cái ước mơ, cái đam mê của mình. Và sắp tới em sẽ tiến xa hơn trong lĩnh vực nghệ thuật. Em sẽ tiếp tục là tiến xa vào lĩnh vực điện ảnh. Em sẽ cố gắng nghiêm túc để làm diễn viên, và em mong mọi người sẽ ủng hộ em. Mọi người có ủng hộ em không ạ? Thật ra mọi người không biết em là ai đúng không? Thật ra em là người mà bấy lâu nay mọi người, rất nhiều người phản đối em trên mạng xã hội. Rất là nhiều người chửi bới mà em, nhưng mà em không quan tâm, tại vì em biết được rằng là mỗi người á, chúng ta không có nhiều sinh mệnh, cuộc sống ngắn ngủi lắm, không có quá nhiều thời gian để ý những lời chê bai của người khác. Cho nên những bạn nào dạng giống em á, em mong mọi người sẽ vững tin hơn để tiếp tục ước mơ, tiếp tục đam mê của mình, và đừng bận tâm đến những lời phán xét ngoài xã hội. Em cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và bây giờ em giới thiệu luôn em đó. Em là Minh Gấu.